công sau bao nhiêu là năm mà đi sống ở Việt Nam cũng đến Hội An. Đây là lần đầu tiên, bao nhiêu là lòng muốn mà cuối cùng không được, không có tiền, có tiền thì không có thời gian. Bây giờ chắc là sẽ đi du lịch, ăn uống mua đồ lưu niệm. Mày, nhưng mà giờ này mình hơi bị đói đó. Mày đừng làm như thế, tức là quá dã man. Nước ngọt chắc là thế. Dạo này quan làm ăn đi khổ thôi. Nhưng mà phải có cả mây nữa. Mây ơi, mây ơi, mây. Mây uống thuốc chưa? Hả? Làm gì đấy? Ăn đậu phộng. Dám thi nhổ lạc với mày không? Nhổ lên quay phim chụp hình mây chiến thắng nè. Chúc mừng mây, cảm ơn anh rất nhiều nha. Nhưng mà sao ăn mặc quay như thế? Ủng này. Sợ. Để làm gì? Mày sợ lắm rồi. Sợ cái gì? Sợ ông đạo diễn lại bắt nhảy xuống ruộng, nhảy xuống đầm như mấy hôm trước nữa, nên phải làm mặc sẵn cho chơi chắc. Nhưng mà sao lại mặc áo phào? Dòng sông kế bên kìa. Rủ ông bắt nhảy xuống ao nữa, để thì thôi. Mặc luôn cho chắc. Mày bơi không tốt lắm. Cũng đồng ý, cũng đồng ý. Bây giờ nhá, mình đang ở Hội An. Cuối cùng mình ở Hội An. Hôm nay có kế hoạch hay mình vô tư đi. Mày nghe nói là Hội An buổi tối rất là lãng mạn. Đẹp lắm. Thì mày làm quên. Hiểu ý chưa? Nhá. Ừ, cũng được. Được. Vậy thì đi. Anh từ từ. Cái gì? Trình đâu? Không có. Chờ chút, lấy bằng lịch trình, chờ chút. Thật ra thì làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ok, nhưng mà mình đứng ở đây thì đây nhá. Mỗi phút mình đứng ở đây thì mất một phút bên cạnh những người ở khu phố cổ. Mày ơi, không lo phố cổ về đêm mới đẹp, chúng ta cứ từ từ. Này, mình biết là lối sống của người nước ngoài, người phương Tây có phần nó hơi nhanh. Nhưng mà về Việt Nam thì cũng nên tập cái sống chậm một chút xíu. Tại sao biết không? Ở Hội An là một thành phố rất là cổ kính, không cách sống chậm rãi, từ tốn, khoan thai. Cho nên là mình hãy từ từ. Ê, thiệt đi quên như thế từ Hà Nội ơi. Hà Nội không vừa được đâu. Nhưng mà lại dùng câu của đạo diễn. Nhưng mà bây giờ mình đang ở đây, bây giờ mình rất là ham chơi. Bao nhiêu lâu đã không chơi như thế. Cuối cùng ở Hội An phải bắt cơ hội. Bạn của tuổi quá cao. Nơi lãng mạn như thế này, chúng ta sẽ nâng cao được cái... Nói chung là làm cho tâm hồn thơ của mình. Đây, để May đọc một bài thơ cho kế hoạch của chúng ta ngày hôm nay. Đi chơi Hội An, tham quan thắng cảnh, thưởng thức đặc sản, làm quen bạn mới. Thơ hay thế nhỉ. Cái vẻ mặt đấy thế là thế nào? Rất là hay, đang khen mà. Rất là tốt. Giỏi văn đấy. Dù là đi ở nơi đâu cũng phải nhớ một điều. Tỉnh táo khi lái xe. Phố cổ rất là đẹp. Cần cái này bây giờ. Lên đường. Theo tôi như này nhá. Tôi cho các bạn mượn chai nước. Đặt tới khoảng cách 10-15 mét gì đấy. Mỗi người bắn 5 cái. Xem ai bắn trúng. Cũng được, cũng được. Rồi, hai bạn quyết định là bao nhiêu mét đây? Nhưng mà mây, vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Rồi, sao? Là mình bắn từ đâu? Vào bắn đâu? Ná hả? Đặt đây đi. Rồi, nhảy ba bước nha. 1, 2, 3. Tới đây. Rồi, tới đây. Ừ, thế thôi. Nghĩ thế. Chứ xa hơn bắn okay, bao giờ mới tới. Cho bắn thử đi. Mọi người một cái nhá. Không ổn. Đã bắn thử rồi. Thử xong. Ai bắn trước? Tôi sẽ. 1, 2, 3. Ây dài. Mình không muốn bắn trước. Thôi nhường anh đi bắn trước đi. Đi bắn trước. Mày lùi ra hả? Chắc là an toàn. Cái điệu cầm ná tôi thấy không ổn rồi đó. Mọi người 5 cái nhá. Ơi khoan. Khoan bắn. Khoan. Sao? Rồi.
Dậy cho nó an toàn. Dậy cho an toàn. Lần một em đi, bắt đầu. Ê, một. Lần hai. Tất cả vì gió. Ủa nó bay đâu vậy? Không kịp nhìn. Tình hình tôi nghĩ này, hai ông chả ông nào bắn trúng đó. Adi. Chợt hướng 45 độ. Ngay hướng đó không phải là chai nước nhưng mà là đạo diễn. Cũng được, không sao. Thì lần cuối cùng mình sẽ đứng. Adi, 5 lần không trúng lần nào. Đến lần mây. Nói nghe, cái này mình có từng kinh nghiệm rồi. Trong phim mình thấy có con bé nó bắn này giỏi lắm. Trong một ấn. Một. Đầu vẽ. Đằng nào cũng hụt đúng không? Mấy. Ba lần. Trời, chưa chơi lần nào cũng bày ra trời chơi cho bằng được. Bốn. Cái cách cầm ná con không biết sao bắn. Bực cả bội. Năm. Bây giờ các bạn đứng ở vạch xuất phát. Mỗi người nhảy được xa nhất đến bao nhiêu đứng chỗ đó bắn. Ê, thì nó không bằng đâu. Lại là chân dài và chống chân ngắn không tháo được. Túi ra, tháo túi. Xong. Tôi thắng. Ôi trời ơi. Đây chân dài đây. Andy có thể lấy đà. Ok. Rất là gần. Như thế này. Ôi, cũng vậy. Còn nếu hai bạn gần. Không trúng thì lại được nhảy phát nữa. Ở đấy. Mây. Ôi, cái này nguy hiểm quá. Bây giờ nếu mà không bắn được thì thực sự là mấy. Thí dụ như bây giờ tôi bắn hụt nữa mới là nhục nè. Mây thắng trong phần thi này. Nhưng rồi bây giờ làm sao? Thắng rồi thì sao? Thắng rồi thì đi thôi. Trời ơi, sắp mưa. Bắt thì thố sầm một hồi. Thắng thì đi thôi. Vơ vẩn. Này, thì bây giờ làm gì? Đi dạo đi qua phố cổ thôi. Phố cổ lên đèn rồi kìa. Đẹp không? Đẹp không? Quá là đẹp. Đây. Nhìn nè. Chùa Cầu. Chùa Cầu. Ừ, Chùa Cầu. Đây là công trình mang tính chất đặc sắc và biểu tượng của Hội An. Đi ở Việt Nam 2 năm mà chưa bao giờ thấy một ngôi chùa như thế. Đi vào không? Vào đi, tới rồi thì phải vào. Thắp hương. Đã tới Hội An phải vào chùa. Ok. Sao? Bữa nào đi chỉ may cái cách xin số điện thoại của một cô gái mới quen nào đó đi. Nhiều khi mình đi ngoài đường mình gặp cô bé rất là xinh, mình không biết sao xin số điện thoại. Cái cây vụ như thế có thể làm cho mây tự tin hơn. Là em ơi, em xinh quá, cho anh xin số điện thoại. Ôi giời, thử rồi, thế này nha. Bóp. Không. Bao nhiêu là lần đã làm thế mà không bao giờ bị làm sao cả. Mày. Cái này. Ví dụ, mượn cây này nhá. Mượn cây này. Bắn. Xong bắn. Chập, cố gắng bắt bằng một tay. Đây, tôi chuẩn bị sẵn. Xa lại. Biết cái cách suy nghĩ của Adi hả? Bắn thế nào hỉ? Thế này phải không? Rồi, bắn đi. Bắn lên trời đúng không? Au! Mày phải làm cho cái cánh của nó nghiêng ra. Phải không? Mới đúng. Nghiêng ra hả? Rồi. Thế này hả? Đây này. Đúng không? Cú này đau lắm nè. Bắn về phía đó rồi cho gió thổi ngược về kìa. Ok. Đây. Chụp nó khó lắm á. Thì mới hay. Mọi người 3 lần cắm bằng bắt bằng móng tay. Người kia bắn cái này cũng hả? Cũng được. Bây giờ thì các bạn hỏi bất kỳ một người dân sẽ đồng ý cho ai đi trước. Cháu ơi, cho chú hỏi nhá. Bây giờ hai chú phải bắn cây này. Anh nên bắn trước. Cho em hỏi xíu anh. Anh. Cả hai chúng ta đều không đủ dễ thương để người ta ở lại.
anh cho em hỏi, cho em hỏi nhá. Bây giờ hai đứa phải bắn cây này, anh chọn giúp em, anh nên bắn trước. Người được cầm người bắn trước. Bắn trước. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Vào vị trí. Từ từ, gió biết nha. Biết rồi, đang đứng đây chờ. 1, 2, bắn rồi. 1, 2, coi tôi bắn cao nè. Uầy dài ơi, mày ơi. Chuẩn bị. Dậy. Mày. Hình như mình có thể chơi cái này đến buổi sáng. Không ai thắng. Một cái xe đâu ngay trước mặt như hay làm sao mà chạy. Chỗ này quá nhiều người, không thể đi quá thoải mái đâu. Một lần cuối cùng. Sao tự nhiên tới lúc mình bắn thì lại lặn gió ta? Băng. Yeah. Ok mày, bắn cho anh đi một lần. Chán ghê. Chạm gió rồi mà không chụp được. Hai, báo cáo kết quả. Adi thắng. Bây giờ phải nghĩ ra cái gì đó mà nó khổ bằng đây. Tư vấn cho Adi nhá. Adi có muốn cống đi xem tham quan không? Rồi. Này, 70 thôi, 70 kg thôi. 85 kg. Cuốn được 85 kg lận, không chơi, không chơi. Bây giờ cái cầu là sau Adi có thấy không? Thấy rồi. My sẽ cống Adi từ đầu này qua đầu kia. Xong phần 1. Tôi sẽ chiếm cho Adi một cái xe đạp. Rồi. Ok, Adi ngồi lên và My phải dắt. Dắt xe. Đúng rồi. Cũng được, cũng được. Đồng ý không? Đồng ý. My, xin mời. Chắc chắn sẽ bị sốc một chút đấy. Sốc nhiều chứ sốc một chút gì. 1, 2, 3, lên, lên nào. Đi đi. Đây. Từ từ. 85kg chứ bộ. Cẩn thận nhá. Mày cẩn thận nhá. Nhưng mà mày biết không, ở đây là điểm rất là cao. Nhiều cô gái xinh, cười rất là tươi. Xin phép giày đi qua. Xin phép các bạn, xin phép các bạn, xin lỗi. Xin phép nhá, xin phép nhá, xin phép nhá. Mày bé thế mày. Không muốn giết bạn của rớt mình. Đầu, rớt đầu. Rớt đồ kìa. Rớt gì vậy? Rớt kìa, rớt đồ, đi xuống rớt đồ kìa. Đâu? Chạy. Nở lòng nào. Tăng tốc độ, tăng tốc độ, tăng tốc độ nào. Làm sao mà tăng được. Ok, giảm tốc độ, giảm tốc độ. Đi cẩn thận nha. Đây chỉ là mấy mét thôi. Woohoo. Woohoo. Yeah. OT. Thôi bạn của tôi thương quá nhỉ. Thương ông này không có. Làm sao mà dắt được. Mày. Đừng gây tai nạn giao thông nhá. Mày hát cha đi. Mày nào buồn buồn. Mưa vâng mưa bay trên tầng tháp cổ. Đại xem mấy thua mắt xanh xao. Ghé chiếu cà mau đã cắm xào. Ok. Không tiền gỗ thì không. Vì ủng hộ cái cách hát của Adi. Các cô gái rất là xinh. Được không? Được không? Chỉ thơm thôi. Yeah. Rồi thôi, cảm ơn các bạn. Này, 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 dừng lại, dừng lại. Bạn này, ai cho lỗi dừng xuống đó. Xin, cho xin, cho xin. Tối nay cho anh đi ngủ trên xe jeep. Được á, được á. Dọn quần áo, dọn đồ. Để đồ ở đây. Màn gối, màn điện thoại, mang cái gì của ông cần trong ban đêm xuống dưới kia, mau. Đi. Tối nay cái giường này là của tôi. Chúc ngủ ngon. Bản thân của tôi bất cứ phải ngủ ở đây. Thân của mình ngủ ở trên phòng. Thì may là tất cả mọi thứ trên giường không phải ngủ ở đây. Cả không thế đấy. Ở phòng không phải ở đây.